Đấy, cháu Lộc thấy mình lên cái là chạy ra ngay. Đây để chú cho kẹo xong cầm về nhà nhá. Lộc chào chú chưa? Chào, chào chú ước. À, vẫn còn nhớ chú ước à? Tưởng lâu không lên là quên rồi. Chú ước. Đây, Lộc cầm bánh kẹo này đi trước. Cái đấy là thì lấy về cho anh để anh trồng thôi nhá. Ờ, để cho anh Huynh trồng ấy. Mẹ Lộc đi về chưa? Lấy Lộc đi về đi. Đi đi về nhà đi. Chú cầm cái này cho. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của cháu Huynh. Vì do tình hình dịch Covid nên là cũng mấy hôm trước là cũng không thể lên đây được. Gần nửa tháng nay rồi. Không biết là mẹ của cháu Huynh đã về chưa. À, hôm nay chủ nhật là cả nhà ở nhà. Ờ, xin chào. Ui, hôm nay đông vui thế. Ờ, chào Phúc nha. Anh Huynh đi đâu rồi? Chào Hạnh nhá. Đây này, cầm cái này đồ ăn với cả rau anh lấy về cho để trồng ấy. Vâng. Thế là lên được mấy hôm rồi? Cầm cầm cẩn thận vào, cẩn thận gấy cái ngọn này. Đấy, bánh kẹo chia nhau nhá Lộc nhá. Không phải, em trồng rồi anh phải mua lên nữa. Đấy là cả súp lơ, cả đấy đấy, su hào đấy, ba loại rau mà. Thế là lên được mấy hôm rồi? Em lên được hôm nay lên được 14 ngày rồi, anh ngồi đây. Lên được 14 ngày rồi à? Vâng. Thế cái đúng hôm mà anh lên xong anh về kia là em lên phải không? Vâng. Anh gọi vào số điện thoại của em nhưng mà gọi toàn thuê bao thôi, không gọi được. Sao lại thuê bao? Không biết được. Con nó về đây. Con lại cái cho chú ngồi đi nhanh. Nhanh. Ờ. Thế hôm trước anh gửi tiền cho bà chủ kia là bà có đưa cho em đủ 2 triệu không? Có, bà đưa đủ em 2 triệu mà anh. Ờ, thế là đi test Covid xong là đi vẫn bị cách ly ở dưới kia à? Vâng, em ở dưới kia thì cách ly ở trong phòng, không được ra ngoài. Ờ. Em sao mặc cái quần dài này? Đó, thì mặc như mặc ngược cái sao thôi? Mặc ngược. Mẹ sửa quần cho anh nhanh nhanh. Hằng. Sao quần to thế này? Kể nhé. Bảo quần nào, con mặc sai rồi. Em quên cả anh. Anh Huynh đi câu cá tận đâu đấy? Đằng sau này à? Anh Huynh chẳng biết đi đâu câu cá. Thế là tiền ngân hàng chính xác là thế nào? Tiền chính xác thì chồng em vay, nhưng mà kiểu chồng em để bỏ đi, xong là bây giờ ngân hàng không biết tìm chồng em. Thì trong ngân hàng bảo là em ở đây thì em phải trả cái tiền ngân hàng đấy 23 triệu thôi, nhưng mà em thế là vay được lâu chưa? Vay lâu rồi anh ạ. À, vay nhà nước thôi chứ. Vâng. Tổng là 23 triệu à? Bây giờ nếu mà giả hết thì bao nhiêu tiền? Giả hết thì em đi đảo nợ lại thì là em vay thêm 25 triệu. Tổng là 25 triệu à? Vâng. Đâu có giấy tờ thì để anh xem nào. Con đi giấy kia bảo ông cài lấy quyển sổ đi. Quyển sổ ngân hàng. Điếc, Hạnh đi lấy cho mẹ đi. Con đi lấy đi. Hay là em đi lấy đi, để con nó không biết đâu. Để về xem là đấy. Xem là khoản nợ của gia đình có đúng thực tế không. Thì hôm trước cũng đã nhận được số tiền của các cô các bác, các mạnh thường quân giúp gia đình nhà em Ly này là tổng là được 63 triệu. Thì sẽ giúp nhà em đấy và gửi giúp giả cái tiền ngân hàng với cả sau này xây lại cái nhà bếp cho em. Thế là xây chuồng gà với chuồng lợn. Hành thì học được mấy hôm rồi? Dạ, Hành học chưa? Chưa. Học được chuồng 2 tuần chưa? Học được 4 tuần à? 4 tuần hơn à? Nghỉ được 4 tuần rồi á? Không, đi học. Không, bảo từ lúc được nghỉ đấy là được nghỉ được mấy hôm rồi? Hôm
nghỉ được một tuần thôi. Dịch to quá mà cô giáo cho nghỉ. Không được đi đâu cha nữa, chỉ ở nhà thôi nhá. À. Biết chưa? Vâng. Ở ngoài kia ra ngoài lò bắt đấy. Nhớ chưa? Dạ. Đấy, mấy chị em chơi với nhau ở nhà này thôi. Không đi chơi hàng xóm đâu nhé. Lộc mấy hôm nay ở nhà ăn cái gì? Ông Vương. Ăn cái gì? Ăn bim. Thế mẹ nấu cái gì cho ăn? Mẹ nấu rau. Nấu rau cho ăn à? Thế mẹ về Lộc có vui không? Có. Vui. Vui lắm à? Thế còn khóc không? Không nhè không? Lộc, chú hỏi này có khóc nhè không? Không. Không khóc nè. Bây giờ phải ngoan nhá. Biết chưa? Mẹ về rồi phải ngoan đấy. Mẹ về chưa? Mẹ ăn tí, mẹ ăn đi đấy. Uống nước đi này. Lộc uống đi. Mẹ lại chuyển bếp ra ngoài rồi Hạnh. Vâng. Mẹ về rồi đun ở ngoài đi. Không đun ở trong nhà nó đen nhà lắm. Nó bẩn hết nhà đấy. Lộc thì hát một bài xem nào. Cho chú nghe nào. Hát đi. Hát đi. Không biết hát. Không biết hát à? Hát đi tí chú cho kẹo. Nhanh. Hát đi. Thế anh Huynh bảo Lộc biết hát đây. Lộc biết hát là xấu hổ. Hát bài cháu lên ba đi nhanh. Hát đi. Hát. Xấu hổ à? Không lấy tay vào mồm nó bẩn lắm nhanh. Không lấy tay vào mồm nhá. Đi rửa tay chưa? Rửa tề chưa? Bạch cầm cho, đi rửa tay đi. Nó lên. Anh Huynh về rồi à? Đâu rồi? Có được con cá nào không? Cháu đứt câu. Bị đứt cần câu rồi à? Với ai đi câu ấy? Một mình khác đi à? Hạnh không đi kem đâu. Đâu? Anh xem nào. À đây à? Thế bây giờ tổng cả gốc cả lãi là bao tiền? 25 triệu thôi anh ạ. 25 triệu tròn à? Vâng. Đấy, đây là vay bên ngân hàng chính sách xã hội này. Cái này là biên lai nộp tiền lãi hàng tháng kìa. Vâng. Một tháng là nộp bao tiền? 160 anh ạ, một tháng nộp 160. Đâu tổng tiền đâu? Dở ra cho anh xem nào. Lùi về đây tí, lùi ra gần đây. Không, cái biên lai này thì không cần đâu. Chỉ cần sổ thôi đó. Xem thì xem bao tiền thôi mà. À đây phải không? Vâng. 25 triệu. Vâng. Lãi suất là 6,6 à? Vâng. Được rồi. Cái này cất đi nhá. Anh biết thế là được rồi. Vâng. Vâng. Nếu mà mình nộp thì mình đi vào sáng nộp anh ạ. Được rồi. Thế thì hôm nào mai ngày kia anh vào sau nhá. Vâng. Cho đi giảm luôn.
Đây là cảm ơn các cô các bác giúp đấy. Vâng. Anh chỉ là cầu nối thôi. Vâng, em cảm ơn các anh các bác rất nhiều. Con có phải nhận xét thế này nhá. Thế lần trước sao lại bỏ bốn đứa con này đi làm? Em không, em cũng không muốn bỏ con đâu. Em phải cái tiền ngân hàng càng ngày càng lãi lên thì em phải cố gắng phải đi làm. Đến Tết xem có được một ít tiền về dặn ngân hàng không. Bởi vì ngân hàng cứ bảo là mẹ phải trả thì em bảo là ở nhà không có cái gì nữa, không biết kiếm ra tiền nữa thì em cố gắng. Từ lúc chồng em chưa bỏ em đi kia thì chồng em bay rồi. Thế bây giờ còn có liên lạc với chồng gì không? Dạ em không, em không liên lạc với chồng, chồng em bỏ rồi, chồng em thay sim rồi cho nên không liên lạc được với nhau. Thế coi như bây giờ chồng bỏ đi rồi. Vâng. Thu mua 4 vợ, 4 vợ bắt cạn rồi. Con đứng lên cho mẹ hả? Con đứng lên cho mẹ nhận. Đâu gì ra xem là trồng được đâu đến đâu rồi. Hôm trước anh mua lên cho mấy gói rau cải đấy. Vâng, em cũng theo hết rồi anh ạ. À. Em cũng đi mua bắp cải về trồng rồi. À, trồng ở ao này luôn à? Vâng. Vậy anh mua rau thì trồng hết ở đây đi nhá. Vâng. Để mấy hôm nữa còn có rau mà ăn. Vâng. Đi bán được ở ngoài này mà. Không, vừa mới trồng thì nó héo này thôi mà. Đằng sau này có trồng không? Không, sau này em quốc sở trồng bí. Ờ. À, có cả mua cả cho Su Su ấy. Vâng. Su Su trồng ở đây này. Vâng. Sau này làm gian ở đây này. Vâng. Quả Su Su ấy. Sau này anh bảo này cái số tiền nhá. Vâng. Của các cô các bác giúp để anh sẽ giúp em trả tiền ngân hàng này. Xong còn bao nhiêu thì anh sẽ giúp em là xây hoàn thiện cái nhà bếp. Đấy, bởi vì các cô các bác gửi tiền cũng muốn là bây giờ em về nhà rồi, không đi đâu rồi. Thì giúp xây nhà lại cái nhà bếp này. Với cả xây một cái chuồng gà, chuồng lợn ở gần ao này này. Đấy, để chăn nuôi. Nuôi ngan, nuôi gà, nuôi vịt thôi. Em chẳng qua lo cái tiền ngân hàng. Em không muốn bỏ con để đi đâu. Em đi giữa kia làm em cũng khóc. Cũng nhớ con suốt ngày khóc. Em sợ nóng ha. Ui, mặt con bẩn thế. Con đi Lộc này từ lúc mẹ về là hư rồi phải không? Con ngoan không? Cháu có. Có ngoan không? Có. Mà ngày nào cũng đi theo em suốt. Em đi làm cũng đòi bảo mẹ không đi làm ở nhà với em. Được chưa? Mà anh bảo ao này cẩn thận nhá. Không thì rào vào, không trẻ con nó ở nhà nó rơi đấy. Vâng. Này, nước sâu này cơ mà. Ao này sâu đâu, sâu mà là cái ao dưới sâu hơn. Nhưng mà phải cẩn thận nhá. Vâng. Đây chẳng ngập đầu Phúc rồi còn gì nữa. Vâng, chưa ngập đầu. Còn chưa đến nách của Phúc. Ô, có mèo về Phúc. Có mèo bé bé. Chú Phúc ơi, chú ước. Cái gì đây? Con vợ chú. À, anh ra. Vâng, em chào anh. Anh mày đi đâu ấy? Em vừa lên đến đây. À, thế anh vừa thấy sai nhà báo thì xe chú anh xuống đây chứ. Em lên đây để xem là mẹ của huynh nó về chưa. Ờ, à, chú xin. Đây, để đây cho chú. À, Hạnh này gọi anh bà ông trẻ à? Vâng. Bà ngoại của cháu này là cùng họ với anh cho nên là các cháu gọi anh là ông trẻ. À. Thế lần trước là anh vớt đứa nào? Mấy cái đứa vừa gọi anh ấy, đứa Hạnh. À, là trước là bị cái rơi nước ở chỗ cống nhà Tây Hầu kia à? Đứa này. Thế gọi bố nuôi đấy chứ nhỉ? Ờ, gọi ông trẻ cho nó tình cảm. Hai tay, xách thế là hỏng hết cái chậu chảo chứ. Mấy hôm nay anh ở nhà làm gì? Anh rằng? Mùa Covid này ở nhà cũng lấy củi luôn thôi, cũng không biết đi đâu. Bay hầu dạo này còn đi lấy củi không? Bay hầu sáng vừa dậy nó bảo đang tí mới đi. Tí em để xuống đấy xem nào. Ừ. Cũng gần một tháng nay là em không lên rồi đấy. Ngan vịt dạo này cũng lớn hết rồi. Ngan nó lớn, vịt lớn nhanh hơn ngan.
Còn có một anh nữa gửi cho nhà Pê Hầu 500 nghìn mà. Bảo là mua ngan hay mua gà lên cho nuôi được, hôm nay em vào sau. Mùa này cũng khó, không có chợ phiên thì cũng khó. Vâng, với lại mình hạn chế đi lại đây. Đúng mà anh em vừa từ trên đi về phát là đến này nó cũng vẫn đi lại khó khăn. Anh ăn cái gì đấy? Ăn đường. Sao quần áo lại phơi ở bếp này cho khô à? Vâng, em phải bếp cho khô, kiểu không nắng rồi sao là... Đây này, trời nắng rồi lấy ra ngoài phơi đi. Khô rồi anh ạ. Thế thì cất vào trong nhà không tí bụi bẩn nó bám vào đen hết quần áo. Đây mấy hôm nữa mà anh giả tiền cái ngân hàng kia xong thì sẽ giúp em làm cái này nhá. Vâng. Và sửa lại cái nhà bếp này. Vâng. Gì đấy mà? Thế hôm em lên là xong rồi em lại chuyển bếp ra ngoài à? Vâng. Em bảo luôn bên kia nóng quá, cho là cái xong anh chuyển sang bên này. Sao? Ui, nóng mà con. Ôi, mặc áo ngầm đấy này. Ôi, sao lại mặc cả hai áo này? Mà cứ mặc áo đổi nhé. Nóng lắm con ơi, áo. Thế cởi cái áo trong ra cho nó đi. Thế cởi cái này ra nhá. Nó em ơi, chúng mình đi tắm đi. Không đi tắm đâu, khổ đấy. Nóng hôm nay không đi tắm à? Em đi tắm. Em tắm. Ôi, cho em đi tắm đi, em cởi cho em đi tắm đi. Anh Giáng ơi, anh đi vào đây. Em đang định hôm trước cũng định bảo anh bảo là nếu mà làm nhà bếp này anh có làm được không? Có được. Thì nhà anh ở ngay đây luôn thì bởi vì các cô các bác gửi tiền cho em cũng bảo là giúp nhà của Ly này là làm lại cái nhà bếp này. Với lại xây chuồng lợn, chuồng gà. Để em đi tắm đi. Mẹ ơi, đi tắm đi, tỏ phúc đi. Có ở trong túi quần áo của mẹ. Bà chị hành lấy cho con nhá. Con hiến chưa? Đấy thì làm bé này thôi. Thế sao? Bà à, xây gạch lên. Này vẫn phải phá đi. Phá đi xong là xây lại mới. Ừ. Bởi vì cột này nó cũng nghiêng hết rồi. Đây em ra quay đi xem nào. Nó nghiêng một bên, nghiêng về bên này. Không nào làm thì mình làm liền đây luôn này. Đúng rồi. Mưa cho nó đỡ bắn vào nhà ấy. Em chào anh. Vâng. Mà nếu mà xây liền được thì chắc là xây 3 bức. Cái này ghế. Cái này đi đeo vào cá. Đây đi 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 tắm đi nhá. Thôi Ly nhá. Vâng. Cứ nấu nhá. Xong vâng. Ngày mai ngày kia anh lên nhá. Vâng. Ờ. Anh đi về luôn đây nhá. Vâng. Thôi anh không ăn đâu, anh về luôn đây. Em cảm ơn nha anh ơi. Chào chú Ước nha. Xin chào nhá, chào Lộc nhá. Chào chú Ước nha. Chào chú Ước nha. Chú thì về đây nhá. Vâng. Không được đi chơi xa nhá, chơi ở đây thôi nhá, biết chưa? Vâng. Vâng, chú lại lên nha, chào chú. Xin chào. Chào anh ơi.